có ai ra chơi tiết không? Lát cho con ra chơi tiết. Trắng xóa. Thuận đâu rồi? Ra chơi tiết nè. Người ta lia đường nè, đã không? Một đã không? Quên, chứ cửa đó cái cây quẹt xuống. Cứng thế. Đó. Này, anh sẽ xỏ ông dây đây. Lắc chiều dây cột tiếp. Nè, để ông dây trên đây. Đây đây đây, dây đây. Ừ. Lấy cùng dây kia luôn, anh cầm đi luôn. Lắc chiều, động dây lắc xúc để luôn. À, chị Vân, nay có đi làm không? Tiếp nè, tháo ai chưa, tháo chưa? Tháo rồi. Giờ vũ thôi. Để dây lắc một cục nè. Rồi. Lắc không giờ đi, con này nó đỡ không? Ok. Ôi, thấy không? Được chưa? Wow. Thấy không? Khỏi trà. Vũ. Ừ. Rồi. Em sợ bữa cây em lấy cái cây để ngoài thấy không? Cây đi ngoài là có gì lia. Cây nào? Cây trong xe mới công lấy không được, để ngoài là có gì mà lia đây giờ có thể. Khổ không? Trời tiết phải đi làm hả? Trời tiết không phải đi làm. Cái hộp thông này quan không? Có cái hộp thông trong đây nè. Thằng không? Thông này nè. Đó đó, để dành cứng cái vậy á. Sọn sọn không, không để, để đi. Bỏ không? Ừ. Không? Bữa kia để cá nó hôi rình rồi em để thùng, muốn để thùng vậy đó. Lấy bóp bao ni lông với cái này nó cũng nước nó cũng thấm mà. Thì vừa thấm mình bỏ, hiểu không? Thôi lô chiếu rồi đó. Đi đi. Tiếc nè. Chị có đi làm không? Quăng thùng rác nè hả? Cái gì vậy? Ai biết nó nằm đây nè. Ai ăn cuối quăng đây. À thì rớt đó thì để đại đi. Gì để đại đi có gì đi. Tiếc tan cũng nằm đó thôi để đi. Trễ đó. Nè. Gì? Tí nữa sách về. Trễ đi tan cái gì đâu. Trắng xóa. Đi vô đi. Có lạnh đâu trời. Lạnh trong lạnh này không? Yeah. Hello chị Châu. Châu Đào. Cho ông đi làm. Cái tấm bạc nè. Xe trong gara để đủ hết trơn rồi. Ba chiếc đủ hết. Thận. Ông đi rồi nè. Rồi lắc qua chơi. Xe để đủ rồi, giờ phải xe chiếc cũ để ngoài. Tấm bạc này không, gút không? Tháo cái hả? Đợi, hai chị. Tháo không, rút ra sướng không? Chỉ là dính như đó thôi. Còn không có hả? Trời ơi, cào xe bữa đầu tiên nữa, cào thấy mồ luôn. Đó, đường này chạy được nè. Nó còn xốp á, chạy được thấy không? Còn mà nó chạy nước rồi á, là khó. Rồi đi đi, cho tôi nhẹ. Ở nhà không cho đi đâu á. Giờ ổng đi rồi mình mới xách đồ mình đi. Anh Thắng đi chị. Ờ hả. Nè giờ lôi cái tấm này vũ ra đem để nó chiều về phủ lên tiếp. Đó. Ổng đi rồi mình mới ra chơi được. Chứ ổng ở nhà không cho đi chơi. Ổng đi ra con bệnh con đau. Trời ơi. Đó. Giờ kéo đồ về. Rồi, lát kêu con dậy đi chơi, đi qua chơi. Ghê quá. Khô, da mặt khô ghê không? Lạnh nó khô, khô bà cố. Rồi, lôi cái tấm này về. Ây.
này cũng rớt rồi ha. Ra ngoài cho dậy dắt sướng giờ hả? Đọc được, đôi lúc đọc mọi người viết người đọc nó hơi nguyên chút xíu. Mua tấm này là để dành như nào, mốt có gì đó đẩy lên nó thận. Mua tấm này cũng ok đâu, đẩy lên là sướng nữa thấy không? Nó dày lắm, đã rồi. Khỏi mua nữa. Ai nấu chiên khô thì thơm quá ta. Sáng ai chiên khô thơm quá. Dày đặc xương gió, à hả? Tiếc nhiều quá, dạ tiếc nhiều lắm chị Jenny Trần. Đường nè. Nhưng mà tiếc này nè, không? Nó còn xốp nè. Đó, chạy rất ok, đã không? Nó mịn đã dễ sợ luôn á. Em đâu có biết mua ở đâu. Ok, vừa để hỏi mấy bạn cho. Hỏi cái anh kia anh mua đó. Bữa cái tấm này nè, nó cắt nhà. Cắt nhà xong rồi cái mượn chở đồ xong rồi cái dư nhiều quá, nó có hai kiến rồi xin luôn lấy luôn. Đã không? Thiếu để có siro ha. Có cái màu không? Pha màu mình để làm siro. Rưới vào cho đã không? Ồ. Này lạnh, tiết này ăn siro ha. Nó trắng còn có siro đá mình bào á. Là nó còn trong, con này nó dặn cái đục này không? Ê, lạnh lắm. Nhân vậy chưa vậy? Nhân vậy chưa? Lạnh rồi. Dậy, kêu con dậy, cho ra tiết chơi. Thấy không? Nhà nào cũng làm. Snowman á, nhà nào cũng làm con vậy nè. Tuốt trong kiếm được. Nhà này cũng có con mà con gái làm nhỏ xíu. Nhỏ xíu. Thằng kia nó đăng lên. Trắng. Mình lát ra chị muốn làm cái nằm in dấu, nằm xuống quơ tay quơ chân á, mà nằm nó dơ đồ. Chơi xong rồi mình nằm xuống luôn dễ. Hôm nay con còn nghỉ ngơi nữa hả? Dạ đúng rồi, còn nghỉ ngơi chị. Này cả tuần luôn, hết tuần này luôn á. Tại vì ngày mai vẫn còn tiết, chiều nay tiết rơi nữa, ngày mai tiết rơi nữa. Nói chung là Tết năm nay là ai cũng nghỉ. Thử nhiều mà hồi người ta cũng sợ kìa. Nhiều quá là ngán. Hai chị Thúy. Nay chị cứ mở tiệm mở cửa không vậy? Tay làm mới được, một tay làm được. Rồi, ok cả nhà nha. Ok.